cho nhảy luôn vào thuyền. Bé này thích nghịch cá nhờ. Đã theo dõi những video chia sẻ về một cửa hàng bán cá ven đường, cửa hàng bán cá ven đường tại khu vực chợ Nai Ninh. Cái ảnh rất đời thường, cái kênh sắc màu cuộc sống để chia sẻ với bạn cuộc sống những hành cuộc sống của dân đây. Xin tạm biệt quý vị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.